Một trong những niềm tự hào của Lavender chính là được lột xác và đồng hành cùng với làn da trắng của Ngọc Trinh trong suốt 10 năm qua. Năm 2009, khi Ngọc Trinh mới đến Lavender, chắc mọi người còn nhớ đó là một cô gái giản dị với làn da tối màu và rất là nhiều khuyết điểm. Lavender đã kết hợp rất nhiều phương pháp, đầu tiên là thay da để đào thải các hắc sắc tố. Sau đó, Trinh được áp dụng phương pháp nhuộm trắng 360 và phương pháp tắm trắng thuốc bắc sữa non. Sau 2 tháng, da của Trinh bật tông lên rõ rệt. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy Ngọc Trinh tự tin show bộ ảnh bikini khoe da trắng nõn nà, chính thức nhận danh hiệu nữ hoàng nội y của showbiz. Kể từ đó, mỗi khi Lavender ra mắt công nghệ trắng da mới, Ngọc Trinh đều là những khách hàng trải nghiệm đầu tiên. Năm 2014, khi ra mắt công nghệ tắm trắng 2 size 3D, Trinh rất thích và hàng tuần đều đến Lavender để sử dụng. Năm 2016, Ngọc Trinh lại dẫn đầu trào lưu truyền trắng da phiên hồng hoa và từ đó rất nhiều các nghệ sĩ đã theo chân Trinh để đến Lavender truyền trắng. Năm 2017, công nghệ tắm trắng BioLine ra đời. Đây cũng là phương pháp mà Ngọc Trinh thích nhất vì vừa bật tông nhanh lại vừa thư giãn. Năm 2018 thì Trinh yêu thích thêm cả công nghệ trắng da mặt White Plus. Cô ấy coi đây là một bí quyết để sở hữu gương mặt mộc không tì vết. Có thể nói là Lavender là nơi lột xác hoàn toàn làn da của Trinh cũng như là thay đổi hẳn sự nghiệp của Trinh luôn. Đó là lý do mà Trinh quyết định gắn bó với Lavender đến bây giờ.